vươn xa hơn hướng tới bầu trời xa. Như Bình từ Trung tâm Truyền hình Quốc tế IBC tại Hà Nội, xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Ấn tượng SEA Games của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9, trên các hạ tầng mạng xã hội HTV và ứng dụng HTVC. Vâng thưa quý vị, hôm nay là ngày thi đấu cuối cùng của kỳ SEA Games 31. Có lẽ vì thế mà những tấm huy chương mà các vận động viên Việt Nam mang về cho đoàn thể thao cũng đầy đáng nhớ và ý nghĩa. Và giữa cơn mưa lớn đầu ngày ở Hòa Bình, thì vận động viên Nguyễn Thị Thật đã mở hàng cơn mưa vàng cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày hôm nay. Tỉnh Hòa Bình sáng nay chìm trong cơn mưa nặng hạt, nhưng các nữ tay đua Việt Nam đã có một ngày thi đấu không thể xuất sắc hơn. Nhà vô địch châu Á Nguyễn Thị Thật sớm tách khỏi đoàn đông để đi trong top 1 cùng với hai đối thủ Singapore và Malaysia. Ở 50m cuối, cô chọn thời điểm tăng tốc hợp lý, cán đích đầu tiên mang về tấm huy chương vàng thứ 3 cho xe đạp Việt Nam tại SEA Games 31. Chiến thắng lần này đó nó làm cho em rất là xúc động. Bởi vì trên khắp con đường đều có người hâm mộ Việt Nam mình, đặc biệt là SEA Games tại Việt Nam mình 19 năm mới có, cho nên là rất là xúc động, rất là vinh dự khi giành được tấm huy chương vàng. Ngay sau đó, hai đồng đội khác của cô đã về đích ở vị trí thứ 4 và thứ 5, giúp đội tuyển xe đạp nữ Việt Nam đạt thành tích đồng đội tốt nhất, đồng nghĩa với việc có thêm tấm huy chương vàng thứ 4. Như vậy, xe đạp Việt Nam đã có kỳ SEA Games thành công rực rỡ với tổng cộng 4 huy chương vàng, vượt chỉ tiêu đề ra. Sau khi giành chức đội tuyển thể dục aerobic Việt Nam có ngày ra quân thứ hai khá thành công khi giành được 2 huy chương vàng trong tổng số 3 nội dung thi đấu. Với sự hoàn thiện vượt trội của các vận động viên đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, tuyển aerobic Việt Nam đứng đầu hai nội dung đôi nam nữ và tập thể nhóm 5 người. Trước đó ở nội dung đơn nữ, vận động viên Trần Hạ Vi đã thi đấu rất cố gắng. Nhưng do phần thực hiện còn một vài lỗi nhỏ thiếu chính xác trong các động tác độ khó nên chấp nhận thua vận động viên người Thái Lan 5% điểm, đạt huy chương bạc. Như vậy, aerobic Việt Nam khép lại kỳ SEA Games 31 với thành tích 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc sau 5 nội dung thi đấu của đại hội. Trận tranh huy chương vàng tương đối ít áp lực nhất tại ngày thi đấu cuối cùng của SEA Games 31 có lẽ là trận chung kết quần vợt nam, khi đây là màn so tài giữa nội bộ hai tay vợt Việt Nam. Trận chung kết quần vợt đơn nam là hình ảnh tái lập của SEA Games 30 khi hai tay vợt Việt Nam giành quyền vào trận tranh huy chương vàng. Chỉ có sự khác biệt lần này, đối mặt bên kia lưới với Lý Hoàng Nam không phải là Gia Nhân Nguyễn của năm 2019, mà là Trịnh Linh Giang, đồng đội của Hoàng Nam ở câu lạc bộ Hải Đăng Tây Ninh. Gây bất ngờ khi đánh bại lần lượt hạt giống số 2 người Thái, Kasidit Samray ở tứ kết, sau đó là hạt giống số 3 Miklescu ở bán kết. Trịnh Linh Giang đã không thể tiếp tục tạo nên bất ngờ nào nữa trước đối thủ và là đồng đội Lý Hoàng Nam. Không nguy hiểm trong những cú giao bóng, không phát huy được lối chơi bùng nổ như ở hai trận trước, Trịnh Linh Giang để thua chống quánh hai ván với cùng tỷ số 6-1 và 6-1, nhận huy chương bạc trong khi Lý Hoàng Nam lần thứ hai liên tiếp giành vàng ở nội dung đơn nam. Trước đó, quần vợt Việt Nam đã giành một huy chương bạc ở nội dung đồng đội nữ với ba tay vợt Việt Kiều Savannah Lý Nguyễn, Chanel Vân Nguyễn và Fogdo Silla. Ở trận chung kết Carom Ba Băng, Nguyễn Đức Anh Chiến, Á quân thế giới năm 2019 là người nhập cuộc tốt hơn, khiến Quyết Chiến liên tục rơi vào thế rượt đuổi. Tuy nhiên, diễn biến sau đó đã chứng minh vì sao Trần Quyết Chiến đang là một trong những tay cơ hàng đầu thế giới. Có những thời điểm khi bạn bị gác điểm buộc bạn phải đánh chiến thuật. Để cái thứ nhất là để giữ cái khoảng cách, giữ khoảng cách mình không bị gác thêm xa nữa và để tạo một cái cơ hội để mình ghi điểm để mình sang hoàng điểm số. Kể từ giữa trận đấu, Trần Quyết Chiến liên tục ghi điểm, đồng thời tạo thế bi khó khi đối thủ gặp khó khăn để ghi điểm. Tay cơ sinh năm 1984 vượt lên dẫn 31-16 trước khi giành chiến thắng chung cuộc 40-24 sau 23 lượt cơ. Đây là huy chương vàng đầu tiên của tay cơ Carom Ba Băng số 1 Việt Nam tại một kỳ SEA Games. Tôi đã bổ sung vào cái bộ sưu tập thành tích của tôi chiếc huy chương vàng và tôi cũng rất vinh dự được đóng góp cho đất nước một chiếc huy chương vàng trong cái kỳ đại hội này. Kết thúc SEA Games 31, Bia Việt Nam đã đạt được 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 4 huy chương đồng, hoàn thành mục tiêu đề ra. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng đến với nhà thi đấu Vĩnh Phúc để chứng kiến cơn mưa vàng của đội tuyển mây Việt Nam.
vị, mặc dù ngày hôm nay thời tiết không đẹp, mưa suốt từ sáng đến chiều tối, tuy nhiên điều này không làm giảm đi sức nóng của nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Phúc khi mà các trận tranh chung kết ở các hạng cân của bộ môn môi đang diễn ra vô cùng sôi động. Các võ sĩ môi của chúng ta đã không làm phụ lòng khán giả đội mưa đến cổ vũ cuồng nhiệt khi trong 10 trận chung kết, các võ sĩ Việt Nam có mặt đến 9 trận, trong đó 6 trận phải đối đầu với đối thủ mạnh nhất Thái Lan. Và tấm huy chương vàng đầu tiên của môi ở SEA Games 31 này thuộc về Bùi Yến Ly, hạng cân dưới 54kg, nữ võ sĩ giàu thành tích nhất của môi Việt Nam hiện tại. Cô không gặp nhiều khó khăn khi thắng đối thủ người Thái Lan với điểm số 30-27. Điều em rất hạnh phúc ở đây đó là đây là lần thứ 3 em tham dự SEA Games và đây là tấm huy chương vàng thứ 3 SEA Games của em. Mặc dù đã thi đấu rất nhiều giải nhưng mà có lẽ đây là kỷ niệm đáng nhớ nhất của cuộc đời em ạ. Tuyển môi Việt Nam tiếp tục giành 4 tấm huy chương vàng nữa, mà tâm điểm là chiến thắng của võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất, vì từng 5 lần tham dự SEA Games, từng đoạt vô địch thế giới, vô địch châu Á, nhưng chưa bao giờ giành huy chương vàng SEA Games. Và lần này anh đã làm được khi chiến thắng đối thủ rất mạnh của Thái Lan John Lawit với điểm số 29-28. Cái SEA Games này có lẽ là cái SEA Games cuối cùng của Nhất mà khi mà được huy chương vàng rồi, thì đó nó giống như là một cái điều mà Nhất đã theo đuổi và hằng mơ ước từ khi mà tham gia bộ môn Muay Thái tới bây giờ. Thưa quý vị, chiều nay tại nhà thi đấu Bắc Ninh thì đội tuyển boxing Việt Nam đã bước vào tranh trận chung kết ở 5 hạng cân, mở màn với hạng cân dưới 52kg của niềm kỳ vọng vàng Trần Văn Thảo. Tuy nhiên, dù thi đấu rất nỗ lực và chủ động, nhưng Trần Văn Thảo vẫn chưa thể đáp lại niềm kỳ vọng ấy khi để thua trước nhà đương kim vô địch SEA Games người Philippines, Dogen Langon giành huy chương bạc. Trong khi đó, các nữ võ sĩ có ngày thi chung kết thăng hoa khi lần lượt Nguyễn Thị Tâm, Trần Thị Linh, Vương Thị Vĩ đoạt huy chương vàng ở các hạng cân 51kg, 57kg và 60kg. Ở hạng cân còn lại dưới 48kg, Trịnh Thị Diễm Kiều giành tấm huy chương bạc. Trong lần thứ hai, bộ môn thể thao điện tử đưa vào thi đấu tại SEA Games cũng đã để lại rất nhiều những ấn tượng đẹp. Và tiếp theo chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng đến với những ghi nhận của nhóm phóng viên HTV tại ngày thi đấu cuối của eSports. Kính thưa quý vị, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, trong ngày thi đấu cuối của thể thao điện tử với 4 nội dung chung kết, thì các vận động viên eSports Việt Nam cũng đã nỗ lực mang về những tấm huy chương vàng danh giá. Ấn tượng đầu tiên chính là chất lượng chuyên môn của thể thao điện tử tại SEA Games năm nay. 8 tựa game được lựa chọn thi đấu, đáp ứng được tiêu chí đa dạng về thể loại, thi đấu trên nhiều nền tảng và có độ phủ sóng rộng khắp. Tất cả đã tạo nên những màn tranh tài sôi nổi đầy hấp dẫn trong 9 ngày thi đấu vừa qua. 10 bộ huy chương cũng tìm được cho mình những chủ nhân xứng đáng nhất. Không nằm ngoài dự đoán, eSports Việt Nam cho thấy đẳng cấp vượt trội ở 2 tựa game MOBA đình đám là Liên minh huyền thoại và Tốc chiến. Hai đội tuyển với nòng cốt là GAN eSports và Team Flash thi đấu áp đảo với thành tích không để thua bán đấu nào trên đường chinh phục những tấm huy chương vàng. Trong trận chung kết Liên minh huyền thoại vào chiều nay, Levi Lê Duy Khánh cùng các đồng đội giành thắng lợi 3-0 khi thời gian các ván đấu chỉ đi qua phút thứ 20. Cái huy chương vàng SEA Games này nếu mà không nhờ có mọi người, tất cả mọi khán giả đang ngồi đây cũng như là gia đình của bọn em, cũng như là các bạn khán giả đã cổ vũ từ xa thì không thể nào bọn em có thể đạt được thành tích như này, nên cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hai tấm huy chương vàng khác đến từ các nội dung đột kích đồng đội nam và PUBG Mobile cá nhân nam. eSports Việt Nam giành 4 huy chương vàng, nhất toàn đoàn môn thi này. Bên cạnh đó, không thể không kể đến những nỗ lực thi đấu đáng khen từ các đội tuyển FIFA Online 4, Free Fire và các cô gái đến từ đội tuyển Tốc chiến nữ. Hôm nay là thể thao điện tử đã được đưa vào thi đấu đến 10 nội dung, thì đó chứng tỏ cho thấy tính phổ biến của thể thao điện tử là càng ngày càng rộng rãi. Và tôi thấy đây là một cái niềm tự hào của Việt Nam khi mà được đăng cai tổ chức một kỳ đại hội lớn như thế này. Công tác tổ chức thi đấu eSports trong những ngày vừa qua cũng để lại ấn tượng lớn với người hâm mộ, từ những sân đấu được tổ chức hoành tráng với hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, thu hút đông đảo khán giả đến nhà thi đấu cổ vũ lẫn theo dõi qua các nền tảng trực tuyến. Thật là may mắn khi được có mặt ở đây để đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam trong môn thể thao điện tử. Trên hết, nỗ lực tập luyện và quyết tâm thi đấu của các tuyển thủ vì vinh quang tổ quốc nhận được sự công nhận và đánh giá cao của cộng đồng. Thành công của eSports tại SEA Games 31 là tiền đề đưa bộ môn thể thao mới mẻ và hấp dẫn này vươn xa ra các đấu trường thể thao châu lục và thế giới trong thời gian tới. Xin chúc mừng cho một ngày thi đấu cuối rất tuyệt vời của các tuyển thủ Việt Nam. Và phần cuối của chương trình, chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng đến với bản tổng sắp thành tích tính đến thời điểm 19 giờ của buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
ta bên nhau ấm áp bạn hiền, trao yêu thương ánh mắt nụ cười.